Các bạn thân mến, quá bức xúc trước nạn rác thải ở vùng quê biên giới chúng tôi, thì hôm nay tôi xin gửi tới các bạn một cái mô hình mini lò đốt rác thải không sử dụng nhiên liệu. Nó đây. Cái lò đốt rác thải không sử dụng nhiên liệu này á, thì nó gọi là cái lò đốt mini, và đây là cái mô hình trực tiếp tôi quay cho các bạn, giới thiệu với các bạn. Trước tiên về cấu tạo của cái lò này thì tôi xin trình bày cụ thể với các bạn là cái lò này thì bề rộng chỉ 1,5 m, bề dài chỉ 2 m, và toàn bộ diện tích cả một cái sân và cả một cái lò đây thì chỉ cần 300 m2 đó, chỉ cần 300 m2 là đạt yêu cầu. Cái lò này của tôi thì có thể xử lý được tất cả các loại rác thải, bởi vì tùy theo từng vùng miền. Ở vùng biên giới chúng tôi chưa có thói quen là xử lý rác thải từ đầu nguồn. Đó. Cho nên là tất tần tật mọi thứ đều bỏ vô một cái bịch ni lông và thảy vô cái thùng rác công cộng. Đó. Cho nên là tùy từ vùng miền, cho nên là mình phải xử lý cái hệ thống lò đốt rác thì tùy từ vùng miền nha các bạn. Cho nên là hiện tại cũng có rất nhiều những lò đốt rác theo công nghệ Nhật Bản, theo công nghệ của Đại học Bách khoa Hà Nội, thế nhưng mà chưa khả thi. Bởi vì với cái vùng miền biên giới, như vùng miền biên giới chúng tôi chỉ có từ 3 đến 5 ngàn dân, thì xử lý 1 giờ cũng chỉ từ 2 đến 300 kg 1 giờ rác thải thôi. Thế mà lại rác thải là rác thải rất là nhiều loại bỏ chung vô một cái thùng rác, trên là chúng ta phải tùy từ vùng miền, từ vùng quê để chúng ta thiết kế những cái lò cho nó phù hợp. Chính cái lò đó cho nên tôi hôm nay tôi xin gửi tới các bạn cái mô hình lò đốt rác mini của tôi này. Thế như tôi đã nói thì bề rộng chỉ 1,5 m, 1,5 m thôi, và bề dài thì chỉ 2 m. Đó, nó là mini mà xử lý tối đa được 300 kg rác thải trong 1 giờ. Đó. Cái thành lò của cái mô hình này ấy, thì được làm bằng gạch chịu lửa dày 230 mm. Đó. Cái gạch chịu lửa thì nó có thành phần nhôm cao là trên 50%. Thế và nó chịu được nhiệt độ là 1600 độ C. Đó. Đấy rồi tiếp theo là lò còn được lót những cái lớp xốp cách nhiệt. Đấy. Chính lý do đó cho nên là nhiệt lượng ở trong lò không thể tỏa ra ngoài được. Đó, đó là tôi xin trình bày với các bạn là nguyên lý của cái lò là như thế, cấu tạo của lò là như thế. Thế còn nguyên lý làm sao? Tại sao mà là lò đốt rác mà lại không dùng nhiên liệu mà rác cháy được? Đó. Thế thì chính lý do đó cho nên là tôi mới trình bày với các bạn rằng cái cấu tạo của lò, đặc biệt của lò là nó giữ nhiệt. Giữ nhiệt bên trong thân lò, không truyền ra bên ngoài. Đó. Và có thể chịu được nhiệt độ đến 1600 độ C. Đó. Thế thì lý do gì mà không dùng nhiên liệu mà lò cháy được? Thì cái lò này của tôi á, thì chủ yếu là dựa theo cái nguyên tắc là nhiệt độ cao và nhiệt độ thấp. Đó. Nhiệt độ ở trong lò cao và nhiệt độ ở ngoài lò là nhiệt độ thấp. Chính lý do đó cho nên là nó tạo thành luồng khí đối lưu. Luồng khí đối lưu, và bất kể cái vật liệu gì ở trong lò đều cháy được nếu như trong lò đã được gia nhiệt. Đấy. Và tôi cũng xin nói trước với các bạn rằng
Cái lò này, cái nhược điểm duy nhất của cái loại lò này, không phải riêng cái mô hình này mà tất cả những cái loại lò hiện được sử dụng hiện nay ấy, thì đều nếu như mà không sử dụng nhiên liệu trong quá trình đốt ấy, thì đều phải là sấy lò trước khi sử dụng. Sấy lò làm sao? Có nghĩa là khi mà lò chúng ta chưa có rác thải ấy, thì chúng ta phải sấy. Sấy chúng ta trong lò để nhiệt độ trong lò của chúng ta đạt từ 600 độ trở lên thì lúc đó chúng ta mới xử lý là cho rác thải vào. Đó là cái nhược điểm duy nhất của cái lò không dùng rác thải này, à không dùng nguyên liệu đốt này. Đó. Nhưng mà rất là hay của nó là trong quá trình đốt, đốt hoài đốt mãi và không bao giờ tắt nếu chúng ta luôn luôn có đủ nhiên liệu. Khi nó đã nóng trong lò rồi thì bao nhiêu rác thải đổ vô nó đều xử lý hết. Và như tôi đã nói với các bạn, cái lò của tôi này là lò 3 không, có nghĩa là không dùng nguyên liệu đốt và không thải ra khói độc và không cần phải phơi rác thải, có nghĩa là rác thải ở mức độ 50% độ ẩm khi trong lò ra nhiệt đủ từ 600 độ C trở lên đều xử lý ngọt ngào đó. Thế rồi và cái lò này của tôi ấy, thì được cấu tạo gồm 2 buồng. Đó, xin với các bạn rằng nó có 2 buồng ạ. Buồng bởi vì nó là lò mini cho nên là tôi không thể quay cho các bạn nhìn thật rõ bên trong. Nhưng mà lò của tôi là có 2 cái buồng. Buồng thứ nhất là tôi gọi là buồng đốt thô. Đây quay phía này. Đó. Đấy cái buồng đốt thô ở trong này. Đấy, cái buồng đốt thô và buồng đốt tinh. Thế khi mà rác thải được thải vô buồng đốt khi mà rác thải được thải vô buồng đốt thô từ trên cái lò sấy có thêm một cái buồng sấy, cái lò tôi thì cấu tạo có thêm một cái buồng sấy nữa đó, cái buồng sấy ở phía trên này, đây buồng sấy này đó. Khi mà rác thải được băng chuyền đổ vô trên tháp lò đổ đây thì rác thải sẽ tự động chuyển xuống buồng sấy này. Đó. Cái buồng sấy này á, thì chứa được khoảng cỡ từ 2 đến 300 kg rác thải. Đó. Thế và khi mà ở dưới cái buồng đốt thô đây, đây là buồng đốt thô của tôi đây, được thiết kế bằng một vỉ inox dày có đục lỗ. Đó. Và cái ở cái buồng đốt thô này thì có nhiệt độ là luôn luôn từ 600 độ đến 1000 độ C. Đó. Bước đầu thì có 600 độ nhưng mà khi có rác thải đổ xuống thì nó sẽ tạo được nhiệt độ là cao lên là đến 1000 độ C, từ 600 đến 1000 độ C và được ra nhiệt thêm. Nếu như lò đốt thô chưa đủ nhiệt độ 1000 độ C thì ra nhiệt thêm bằng cái gì? Thì ra nhiệt thêm đây bằng một cái béc đây, béc. Đấy. Cái béc này sử dụng bằng dầu DO để nó phun dầu vào. Bước đầu tạo cho lò đốt thô, cái buồng đốt thô đạt được nhiệt độ mong muốn là từ 600 đến 1000 độ C. Thế mà khi mà cái lò đốt thô của chúng ta đã đạt được cái nhiệt độ 1000 độ C ấy, thì cái van cái béc dầu của chúng ta được như là tự động tắt, không phun vào nữa. Đấy, lý do làm sao vậy? Bởi vì nó có một cái cảm biến nhiệt. Đấy, đây có cảm biến nhiệt của cái béc này, có cái cảm biến nhiệt nha các bạn. Nó chỉ đợi cái béc một, tôi gọi đây này, đây là cái vòi một, béc một đi. Đó, nó có cảm biến nhiệt, nghĩa là nhiệt độ chỉ đến 1000 độ C là từ 600 đến 1000 độ C ở cái lò thô thì nó sẽ tự động cái cảm biến nhiệt, nó sẽ tắt cái béc phun dầu DO vào cho chúng ta tiết kiệm đó. Và cái khí ở cái rác thải sẽ cháy tự nhiên bởi vì trong lò là cái lò chúng ta còn gọi là cái lò là nhiệt phân và bức xạ nhiệt. Khi cái lò đã nóng lên rồi thì nó sẽ bức xạ nhiệt ra mức độ là từ 600 đến 1000 độ C thì bất kể cái gì vào cũng có thể cháy. Và cái vật liệu rác của chúng ta lại còn được sấy qua cái hệ thống này. Đó. Khi mà
cái lò đốt thô cháy hết thì công nhân chỉ việc bật cần gạt và cái hệ thống sấy này sẽ đổ 200-300 kg rác đã được sấy xuống cái lò đốt thô, cái buồng đốt thô. Và buồng đốt thô được cháy với nhiệt độ từ 600 đến 1000 độ C thông qua một cái bếp có cái bếp phun dầu có cảm biến nhiệt đây. Đó. Theo tôi được biết thì nếu như mà tất cả các loại lò đốt rác mà không dùng nhiên liệu thì người ta xử lý không được ưu việt bằng cái loại lò đốt rác này. Đấy, họ phải phân rác từ đầu nguồn, chứ là các loại nào đốt được, các loại nào đốt không được. Nhưng ở đây thì tôi xin trình bày lại với các bạn một lần nữa rằng khi mà rác thải của vùng biên giới chúng tôi là đặc trưng, tất cả các loại rác thải đều cho chung một bịch ni lông và bỏ vào hố rác và được chở tới, thì công nhân sẽ xử lý bằng một cái máy phân loại. Đây, máy phân loại đây. Máy phân loại rác sơ bộ, có nghĩa là những cái máy phân loại này nó như một cái máy giặt khổng lồ đây. Nó như một cái máy giặt khổng lồ. Đó. Tất cả các loại rác thải thô. Đây tôi đấy. Nó chạy như thế đấy. Đó, đây. Tất cả các loại rác thải thô đều cho vô cái máy phân loại rác này xử lý thô trước. Đó, tôi bật cho các bạn coi đó. Đấy, cho trong này nó như là cái một cái, nó chỉ như là một cái máy giặt khổng lồ thôi. Chủ yếu là công nhân tách ra là đất, đá rồi các loại vật liệu gì mà không cháy được. Sắt, thép, đất, đá vậy thôi. Chứ còn lò đốt của chúng tôi, cái lò này theo tôi thiết kế thì nó có thể xử lý luôn được cả bịch ni lông, nhựa, cao su, đó, những cái phần tử rác thải mà độc hại thì cái lò này đều xử lý được hết mà không thải ra chất độc. Đó, khi mà công nhân đã phân loại rác thải được ra rồi ấy, thì đổ vô cái băng chuyển này. Đây, băng chuyển đây. Cái băng chuyển này. Đấy. Đây, đổ trên băng chuyển này. Cái băng chuyển này được hoạt động nâng rác lên trên thân lò. Đó. Đây. À, lần nâng rác lên thân lò vậy. Ừ. Khi mà rác được lên thân lò rồi ấy, thì rác sẽ tự động rớt xuống. Đó, tự động rớt xuống. Tự động rớt xuống là hệ thống, là hệ thống sấy nha các bạn. Đây, hệ thống sấy đây. Đó. Đây tôi chỉ cho các bạn tận nơi. Tắt cái hệ thống này đi. Đây là hệ thống sấy. Đây. Đây, hệ thống sấy đây. Rác thải khi rác tập thải lên trên thân lò thì sẽ tự động rác, tự động rớt xuống cái bể sấy này, cũng làm bằng inox 304 dày 5mm có đục lỗ để dễ thoát hơi, Đó, để dễ thoát hơi. Thế khi mà dưới cái buồng đốt thô này cháy thì đồng thời nó sẽ sấy luôn cái hệ thống rác ở trên cái buồng sấy của chúng ta. Thế quay lại ví dụ là khi mà cái buồng đốt thô đốt rác từ trên hệ thống sấy được công nhân gạt cần gạt đổ xuống á, thì nó hoạt động làm sao? Thì khi mà được cái buồng đốt thô được đốt cháy tất cả những cái hệ thống rác thải ở cái buồng sấy đốt xuống á, khoảng 200-300 kg á, thì nó sẽ sinh ra những cái loại khí như là hydro, rồi khí metan, rồi carbon từ cái buồng đốt thô. Đó. Đây, cái buồng đốt thô đây, quay như này các bạn, bởi vì nó là tôi bật cái hệ thống đèn nữa ở dưới lên để cho các bạn nhìn đó, có thể các bạn nhìn thấy rõ hơn. Đấy, đây là cái buồng đốt thô này các bạn. Đấy,
khi mà nó được ra nhiệt đốt cháy á, thì nó sẽ sinh ra mấy cái loại khí là hydro, rồi metan, rồi carbon đó. Có thể bật đèn lên nó còn khó nhìn hơn. Đấy. Thế những cái loại khí đó ở cái buồng đốt cháy thô này mà luôn luôn giữ được cái nhiệt độ từ 600 đến 1000 độ C ấy, nó được thoát qua một cái buồng đốt thứ hai là buồng đốt tinh. Thoát qua cái buồng đốt thứ hai nó gọi là buồng đốt tinh các bạn. Ở cái buồng đốt tinh này á thì nó có nhiệm vụ làm gì? Ở cái buồng đốt tinh này á, thì khi mà những cái lượng khói độc được chuyển qua thì nó đốt cháy kiệt một lần nữa. Đó, nó đốt cháy kiệt một lần nữa. Và luôn luôn là giữ ở nhiệt độ là từ 1000 đến 1200 độ C. Lý do gì mà nó có thể giữ được nhiệt độ cao như thế? Đấy. Thì đây, đây là cái vòi vòi thứ hai. Cái béc thứ hai. Béc thứ hai này là cái béc phun dầu cũng dựa theo nguyên lý cảm biến nhiệt, có nghĩa là khi mà nhiệt độ chưa tới 1200 độ C ở cái buồng đốt tinh này thì cái béc này sẽ hoạt động phun dầu vào để tạo nhiệt độ làm sao mà đạt được 1200 độ C. Thế tại sao phải là tạo ra được cái nhiệt độ vậy? 1200 độ C vậy? Lý do là chỉ từ 1000 đến 1200 độ C thì chúng ta mới triệt tiêu được cái khí dioxin và puzan là hai cái khí gây ung thư cực độc. Đó. Khi mà khí các loại khí ở cái buồng đốt tinh chuyển sang cái buồng lưu nhiệt, đây đây là cái buồng lưu nhiệt của chúng ta này. Đây. Đó. Chuyển qua cái buồng lưu nhiệt này ấy, thì ở cái buồng lưu nhiệt, lý do tại sao chúng ta gọi là cái buồng lưu nhiệt này thì cấu tạo của cái lò này là cao khoảng 3 mét đó, đó để cho nó đủ thời gian để cho cái lượng khói độc đó, đủ cái thời gian để lượng 1 đến 3 giây để cho lượng khói độc này được đốt cháy hoàn toàn đó. Đây là tôi quay thấp cho các bạn coi này đó, trước khi mà lên cái lò, lên cái tháp giải nhiệt này các bạn đó. Đó. Đấy, từ cái lượng mà 1200 độ C mà giảm xuống qua cái tháp giải nhiệt này giảm xuống là còn 400 độ C đây. Đấy. Thì nó có nhiệm vụ gì? Cái tháp giải nhiệt này thì nó có nhiệm vụ là trao đổi nhiệt giữa khói, nước và không khí đó để làm sao mà nó giảm được cái lượng khói bụi rồi triệt tiêu được những khí độc trước khi mà lên cái hệ thống, đây hệ thống này nữa này, hệ thống xử lý khói đấy, đây cái hệ thống xử lý khói mà xanh xanh màu xanh đây, có nghĩa là ra từ 1200 độ C nó sẽ giảm xuống 400 độ C rồi các bạn. Đó, đây là hệ thống xử lý khói khi mà cái lượng khói độc của chúng ta từ dưới buồng lưu nhiệt qua tháp giải nhiệt được giảm giải nhiệt xuống còn 400 độ C thì cái hệ thống xử lý khói này chúng ta có cái hệ thống đây phun sương mù. Đấy, hệ thống xử lý khói của chúng ta có cái hệ thống phun sương mù. Thì cái phun sương mù để nó làm nhiệm vụ gì? Thì cái hệ thống phun sương mù này thì để nó có nhiệm vụ là tăng tiếp xúc giữa cái pha nước và pha khí. Đó, các bạn, đấy, tăng tiếp xúc giữa pha nước và pha khí và làm những cái bụi khí axit kim loại nặng á. Đó. Nó rớt xuống lò bồn lưu nhiệt và rớt xuống lò đốt tinh và cháy thêm một lần nữa trước khi khói phụt ra ngoài qua hệ thống than hoạt tính hai lớp của tôi đây. Đó. Đó là toàn bộ nguyên lý và hoạt động của cái lò đốt rác mini xử lý rác thải đầu nguồn, có nghĩa là xử lý ngay từ đầu nguồn, từ cái xe đổ rác đổ và chúng ta xử lý ngay trong ngày. Đấy. Với tùy từng vùng miền, với cái vùng biên giới chúng tôi là tất cả các loại rác đều cho vô bịch ni lông
Cho nên là mình làm một cái mô hình xử lý rác, xử lý luôn cả các loại rác độc hại mà không thoát khí độc ra môi trường, có nghĩa là hai khí cực độc mà tôi đã nói là dioxin và furan nhé. Bởi vì buồng qua cái hệ thống này nó sẽ qua hai buồng đốt, một buồng sấy, một buồng lưu nhiệt, một tháp giải nhiệt và qua hệ thống xử lý khói 2 mét, cao 2 mét và một hệ thống than hoạt tính hai lớp nữa. Toàn bộ cái lò này của tôi cao khoảng, theo thiết kế của tôi cao khoảng 15 mét, nhưng mà thân lò chỉ rộng 1 mét rưỡi, dài 2 mét. Được làm bằng chất liệu inox 304 dày 5 mm. Đó, rất là bảo đảm an toàn. Đấy, xin thưa với các bạn là tất cả quy trình cái lò đốt rác thải mà không dùng nhiên liệu của tôi đã trình bày với các bạn như vậy. Đấy. Tôi mong rằng cái lò này của chúng tôi sẽ được sử dụng trong nay mai. Tuy nhiên về giá cả thì nó chỉ bằng 1 phần 2 giá cả các loại lò đốt rác theo kiểu nhiệt phân và bức xạ nhiệt. Bởi vì chúng tôi sản xuất tại tại chỗ và xử lý là nó nhỏ gọn, có thể dễ di chuyển, có thể lắp đặt bất cứ nơi đâu, và diện tích của lò chỉ cần 300 mét vuông, không gây ô nhiễm, không mùi. Đó, xin thưa với các bạn,